Sáng 5 tháng 7 năm 2019, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa bắt hai nghi phạm Trần Quang Sơn, 23 tuổi và Trần Thanh Danh, 26 tuổi ở thành phố Mỹ Tho để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ ngày 4 tháng 7, anh Nguyễn Vũ Đăng Khoa, 31 tuổi, ở huyện Trợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, dựng xe tay gai trước nhà số 46 Lý Thường Kiệt, phường 4, thành phố Mỹ Tho. Một lúc sau, thì anh Khoa phát hiện mất xe nên trình báo công an. Công an phường 4 và công an thành phố Mỹ Tho đã có mặt điều tra vụ việc các trinh sát hình sự và công an thành phố Mỹ Tho đã truy xét và đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì tóm gọn Sơn và Danh tại nhà Sơn cùng tăng vật. Bước đầu, Sơn khai sau khi trộm được xe thì cả hai đem xe về nhà Sơn đang sử dụng ma túy thì bị bắt. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Mỹ Tho điều tra làm rõ.